Anh Bình gây ấn tượng với bài hát cực chill nhưng vẫn chưa làm giám khảo Hứa Kim Tuyển hài lòng. Anh Bình thấy phần thi của mình khá ổn và đạt nhiều phần trăm hơn phần thi trước. Sự xuất hiện của chàng trai cá tính Nguyễn Ngọc Lượng, anh Bình trong tập 8 bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Dream để lại ấn tượng với khán giả. Đến với vòng tuyển chọn 2, anh Bình mang đến ca khúc cực chill chẳng đâu vào đâu. Phần trình diễn của anh Bình đã tạo ấn tượng với giám khảo Hứa Kim Tuyển. Đây mà năng lượng mà anh muốn nhìn thấy em ở trong chương trình này. Anh thích phong cách của em ngày hôm nay. Còn nhạc sĩ Đỗ Hiếu, anh nhận xét, bạn hát rất hay tự nhiên, phong cách tự nhiên đó gây thiện cảm cho người nghe, cảm xúc. Bạn biết trình diễn, bạn là hình mẫu ca sĩ giải trí, biết sáng tác, biết sản xuất nhạc. Anh nhìn thấy phần thi của mình khá ổn và đạt nhiều phần trăm hơn phần thi trước. Bài hát này mình viết trong vòng 2 ngày nhưng rất vui vì được mọi người khen nhiều. Thực ra, đây mới là con người thật của mình. Mình thích những thứ chẳng bao giờ liên quan đến nhau nhưng tạo được điều gì đó ấn tượng. Bên cạnh những thí sinh tiềm năng thì cũng có những thí sinh chưa thực sự nổi về tài năng âm nhạc. Khán giả đừng quên bình chọn những thí sinh đó để họ có cơ hội bứt phá tài năng của mình trong những vòng tiếp theo.